Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3841, kiểm tra huyết mạch. Sao có thể? Phượng Vân Thiên nói không ra lời. Thực lực đám người Phượng Hư, cho dù là hắn cũng không thể vượt qua, gia tộc trừ thần vương, thì không người có thể chống lại, 9 người như vậy tạo thành đại trận, cường giả thần vương muốn phá vỡ, cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này mới bao lâu? Không đến 5 phút. 9 người bị Phượng Cửu Ca treo lên đánh, tựa như chó nhà có tang. Có lầm hay không? Phượng Đan Thanh cũng choáng váng. Nghĩ đến lần này Phượng Cửu Ca khẳng định sẽ bị đánh rất thảm, làm sao cũng không ngờ tới, kết cục nghịch chuyển, lần nữa nhìn lên lôi đài, ngay sau đó nhìn thấy thanh niên kia tràn đầy hưng phấn, vênh váo tự. Đắc! Tất cả đều ngồi xổm xuống cho ta, ôm đầu nói chúng ta thua. Chúng ta thua! Đám người Phượng Hư! Phượng Giang run lẩy bẩy, trên mặt sưng tấy nhìn không ra hình người, rất khó phân rõ đến cùng người nào là người nào. Cái này còn tạm được. Thấy mọi người thừa nhận, Phượng Cửu Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng nhất định thua không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sử dụng phương pháp lão sư giảng, lập tức trở nên thế như trẻ tre, 9 đại cao thủ liên hợp cửu Phượng đại trận, không ngăn được mảy may. Giống như lão sư biết trận pháp làm sao vận chuyển. Người ở trong đó làm sao đánh lén tấn công, thiếu hụt và sơ hở ở đâu, đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Người khác hoàn toàn không biết gì cả về hắn, hắn lại rõ đối phương như lòng bàn tay. Tự nhiên một kích phá vỡ, cho dù 9 người liên hợp, cũng hoàn toàn không ngăn cản nổi. Lão sư, Phượng Cửu Ca lần nữa trở lại trước mặt Trương Huyền, lần nữa nhìn về phía lão sư tuổi tác không hơn hắn bao nhiêu, phục sát đất. Trước đó do dự. Giờ phút này toàn bộ hóa thành tôn sùng và ngưỡng mộ. Thông qua cửu Phượng đại trận tiến hành khảo hạch, chúc mừng Cửu Ca, lần nữa trở lại gia tộc. Trương Huyền còn chưa nói chuyện, âm thanh khen ngợi vang lên, ngay sau đó đám người đại trưởng lão Phượng Đan Thanh, nhị trưởng lão Phượng Vân Thiên đi tới. Tuy không rõ trên người Phượng Cửu Ca đến cùng xảy ra chuyện gì, lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng sự thật ở trước mắt, thuận lợi thông qua khảo hạch, lần nữa trở về gia tộc. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Thân sắc của Phượng Cửu Ca cứng lại, vội vàng ôm quyền. Hai vị trưởng lão gật đầu đáp lại, Phượng Đan Thanh quay đầu nhìn về. Phía Trương Huyền. Ngươi là tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài. Tại hạ, Phượng Huyền. Trương Huyền ôm quyền. Rất tốt, cùng Cửu Ca kiểm tra huyết mạch đi. Không yêu cầu cao bao nhiêu, có thể đến tình trạng của đệ tử ngoại môn, liền cho ngươi đãi ngộ. Của đệ tử Hạch Tâm. Phượng Đan Thanh nói. Căn cứ tin tức, trên người Phượng Cửu Ca xuất hiện biến hóa, đều liên quan đến vị trước mắt này. Không cần nghĩ, thực lực của hắn nhất định không thể thấp. Nhân tài như vậy, chỉ cần nắm giữ huyết mạch gia tộc, liền có tư cách đạt được bồi dưỡng. Nói xong, vị đại trưởng lão này lật tay, lấy ra một tảng đá hình tròn. Cái này gọi Phượng Minh Thạch, kiểm tra huyết mạch còn chuẩn xác hơn huyết trì. Thấy hai người không hiểu, Phượng Đan Thanh giải thích nói. Chỉ cần nhỏ huyết dịch lên, ẩn chứa huyết mạch hỏa phượng nhất tộc, sẽ có một hỏa phượng hiện lên. Hỏa phượng càng rõ ràng, lực lượng huyết mạch sẽ càng mạnh. Vâng. Phượng Cửu Ca nhận lấy tảng đá. Trước đó kiểm tra, huyết mạch trong cơ thể biến mất, lúc này mới bị đuổi ra khỏi gia tộc, hiện tại kiểm tra lần nữa, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hít sâu một hơi. Cắt đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào trên Phượng Minh Thạch. Vù! Một tiếng hỏa phượng kêu to, ngay sau đó trên viên đá, một hỏa phượng rõ ràng bất ngờ xuất hiện, không ngừng dạo chơi, hỏa diễm cháy hừng hực, tựa như lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Hỏa phượng tụ hình, chuyển hỏa muốn ra. Độ tinh thuần huyết mạch đạt đến cấp 8, huyết mạch không những khôi phục, thậm chí mạnh hơn một bậc. Trong mắt Phượng Đan Thanh tràn đầy khó tin. Huyết mạch của hỏa phượng nhất tộc, chia làm 10 cấp bậc, trải qua nhiều năm truyền thừa, đã dần dần phai nhạt, tình huống bình thường, chỉ cần vượt qua 3 coi như hạch tâm. Bình thường ngay cả một cũng rất khó. Thậm chí không ít tộc nhân, bởi vì cùng nhân loại thông hôn quá nhiều lần, không cách nào lột xác ra bản thể hỏa phượng. Phượng Cửu Ca vừa ra đời không lâu, tiến hành qua kiểm tra, độ tinh thuần huyết mạch là 6, ở gia tộc sắp xếp khá cao, không nghĩ tới lần này kiểm tra. Vậy mà phá vỡ ràng buộc, đạt đến cấp 8. Loại huyết mạch tinh khiết này,
thành tựu thần vương là ván đã đóng thuyền. Cái này, Phượng Cửu Ca cũng run lên, tràn đầy khó tin. Huyết mạch khôi phục hơn nữa thăng cấp. Lần nữa nhìn về phía lão sư, trong mắt cực kỳ tôn sùng. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định liên quan đến hắn, huyết mạch cũng có thể thay đổi, chứng minh năng lực của lão sư đã đạt đến cảnh giới quỷ thần khó lường. Đến phiên ngươi, Phượng Cửu Ca kiểm tra xong, Phượng Đan Thanh nhìn qua. Đối với vị tán tu Phượng Huyền này, hắn hết sức tò mò. Không có tài nguyên và gia tộc bồi dưỡng, chỉ bằng vào bản thân, trẻ. Tuổi như vậy liền tu luyện tới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, huyết mạch có thể tinh thuần hơn Phượng Cửu Ca hay không? Tiện tay nhận lấy viên đá, Trương Huyền cũng không sốt ruột đâm rách ngón tay, mà tinh thần khẽ động. Vù! Lạc Nhược Hy cho lệnh phù ngụy trang phát huy tác dụng, huyết mạch trong cơ thể trở nên giống như Phượng Cửu Ca, thuế biến thành hỏa phượng nhất tộc. Làm xong, lúc này mới lấy ra thần vương kiếm, ở đầu ngón tay nhẹ. Nhàng vạch một cái. Thần vương kiếm bị hắn ngụy trang thành trường kiếm bình thường, không sử dụng mà nói, cho dù là cường giả thần vương, cũng rất khó phát giác dị thường. Huyết dịch nhỏ xuống. Viên đá không có biến hóa chút nào, cũng không có hỏa phượng xuất hiện, hình như không có đưa đến hiệu quả. Chẳng lẽ ngươi không có huyết mạch của tộc nhân chúng ta? Phượng Đan Thanh nhíu mày. Phượng Vân Thiên cũng có chút không hiểu. Tình huống bình thường, không có huyết mạch, không có khả năng lộ. Liễu tới nhận thân như vậy? Trương Huyền cũng bối rối, chẳng lẽ huyết mạch của hỏa phượng nhất tộc quá cao cấp, Lạc Nhược Hy cho lệnh phù ngụy trang không cách nào bắt trước. Nếu không, ta lại nhỏ một chút. Lần này tới mục đích là giả mạo đệ tử hỏa phượng nhất tộc, cạnh tranh danh ngạch đi vào linh thần cung, thật muốn vào không được, còn làm sao đi tìm Lạc Nhược Hy. Kiểm tra huyết mạch chỉ có một lần. Phượng Đan Thanh vừa định nói chuyện, chỉ thấy viên đá đột nhiên nhẹ. Nhàng lấp lóe, một phượng hoàng màu vàng kim bất ngờ xuất hiện. Không có hỏa diễm, cũng không có bay lượn, bơi có chút run rẩy vô lực. Phượng Tường vội vàng, lực bất tòng tâm, là huyết mạch ba cấp. Miễn cưỡng đi vào hạch tâm. Phượng Đan Thanh thở phào nhẹ nhõm nói. Tuy không đáng sợ như tưởng tượng, nhưng huyết mạch ba cấp cũng rất tốt, đủ để trở thành đệ tử hạch tâm, dù sao hắn cũng chỉ là huyết mạch cấp 4 mà thôi. Chúc mừng Phượng Huyền, lần nữa về đến gia tộc, từ hôm nay trở đi, sẽ là đệ tử hạch tâm của hỏa phượng nhất tộc chúng ta. Hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử hạch tâm. Phượng Vân Thiên đưa tới một lệnh bài nói. Đây là lệnh bài đại biểu thân phận, có thứ này, có thể mỗi tháng ở gia tộc nhận lấy cung phụng và bí tịch. Đa tạ. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Tuy không có đẳng cấp cao như lúc trước ngụy trang Lạc Thiên Nhai, nhưng đối với hắn mà nói, khiêm tốn mới là vương đạo, có thể lẫn vào hỏa phượng nhất tộc là đủ rồi. Mặt khác cũng không trọng yếu. Hô! Dưới tình huống tất cả mọi người không có chú ý, hỏa phượng dạo chơi chuyển đến dưới viên đá, phù phù, từ không trung rơi xuống, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, tựa như mất đi tất cả lực lượng. Cùng thời khắc đó, lão tổ hỏa phượng nhất tộc, hỏa vũ thần vương Phong Hào đang bế quan, bỗng nhiên mở mắt. Hết chương 3841. Chương 3842. Phượng Cửu Ca đa sầu đa cảm. Hỏa phượng nhất tộc kiểm tra huyết mạch, khảo nghiệm chính là độ. Giống nhau với hỏa phượng lão tổ, mà phượng minh thạch chính là bảo vật dùng huyết mạch của hắn luyện chế ra. Dưới tình huống bình thường, kiểm tra huyết mạch hậu bối, không có quan hệ gì tới hắn, căn bản không ảnh hưởng được, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi trong lòng toát ra cảm giác run sợ. Tựa như có cái gì áp bức linh hồn hắn, để hắn không dám phản bác. Đế quân, đồng tử co rụt lại. Thân là thần vương Phong Hào, thiên hạ có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này, chỉ có một. Chỉ là, linh nguyên thiên đế quân đã vẫn lạc. Vì sao vẫn cảm nhận được khí tức nồng đậm của hắn? Có lẽ là ảo giác, coi như đế quân phục sinh, cũng không nhanh như. Vậy, lắc đầu. Nhớ tới lúc trước đế quân căn dặn, hỏa vũ thần vương Phong Hào lần nữa nhắm mắt lại. Điều tra một chút, loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền biến mất, tinh thần tập trung, muốn dò xét, lại phát hiện tựa như bị thiên đạo che đậy, cho dù là hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân. Hỏa vũ thần vương lắc đầu. Đã như vậy, không cần thiết dầu dĩ, còn không bằng mau chóng tăng thực lực lên.
đế quân cũng có thể chết. Thần vương Phong Hào không cố gắng mà nói, lần sau linh khí thủy triều tới, đồng dạng có khả năng bị chém giết. Trước đó thần giới bình thản như nước, cho dù là thần vương phổ thông cũng rất khó chết, hiện tại linh khí suy yếu, linh khí thủy triều xuất hiện, lại thêm thiên túng đại đế đột nhiên xuất hiện. Thần vương Phong Hào vẫn lạc cũng là chuyện thường xảy ra, sẽ không an toàn giống như trước đó. Cho nên hiện tại bọn hắn không có chuyện quá trọng yếu, cơ bản đều bế quan tu luyện, chỉ vì che chở gia tộc nhiều một lúc, ở dưới cục diện trước mắt sống sót tốt hơn. Xác định huyết mạch, Trương Huyền đã được như nguyện, thu được tư cách tuyển chọn thi đấu. Còn tỷ thí, không có gì có thể nói, người mạnh nhất gia tộc cũng không phải đối thủ, thi đấu tiến hành chọn 3 ngày, 10 hạng đầu được tuyển ra, Trương Huyền không có chút ngoài ý muốn xếp ở vị thứ nhất, mà Phượng Cửu Ca thì cầm vị thứ hai. Một người đã từng bị trục xuất khỏi gia tộc, lần nữa trở về, vậy mà nắm giữ thực lực quét ngang thế hệ trẻ tuổi, không những ở Hỏa Phượng nhất tộc, thậm chí ở Linh Nguyên Thành cũng dẫn ra oanh động cực lớn. Tam đại gia tộc tỷ thí, ngày mốt mới tiến hành, ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, mang ta đi địa phương lần trước ngươi thí luyện nhìn một chút. Trương Huyền tìm Phượng Cửu Ca nói. Tuyển chọn gia nhân tuyển tham gia tỷ thí, Hỏa Phượng nhất tộc cho một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, vừa vặn có thể nhân cơ hội đi xem hố sâu kia, dò xét nguồn gốc đạo khí tức quỷ dị kia. Vâng. Thật vất vả khôi phục huyết mạch và lực lượng lần nữa, Phượng Cửu Ca tự nhiên không nguyện ý mất đi, nên không có quá nhiều chần chừ, trực tiếp gật đầu. Hai người đều là đệ tử hạch tâm, hơn nữa phong quang vô hạn, địa vị ở trong gia tộc còn mạnh hơn trưởng lão, muốn đi ra ngoài, không ai dám ngăn cản, ngồi thần thú phi hành, chưa tới một canh giờ, đi xuống dưới thành thị lơ lửng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thành thị lớn như vậy lơ lửng giữa không trung, che khuất bầu trời, do một cái lông vũ nâng lên, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Minh Lý Chi nhãn vận chuyển nhìn một chút, phát hiện chiếc lông chim này màu vàng, có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, lại không nhớ tới gặp qua ở đâu, sau đó lắc đầu, không để ý tới nữa. Hố sâu dưới thành thị đen kịt, không biết thông hướng đi đâu, không nhìn thấy cuối cùng. Lão sư, lúc đầu ta là từ nơi này đi xuống. Phượng Cửu Ca chỉ bên vách đá. Trương Huyền nhìn lại, phía trên bị người đào ra một thông đạo hẹp dài, dán chặt lấy vách đá chót vót, lan ra xuống dưới. Qua xem một chút đi. Để thần thú chờ ở bên trên, Trương Huyền dẫn đầu cất bước đi qua. Thông đạo chật hẹp, chỉ đủ một người thông hành, một bên khác là hố. Sâu không thấy đáy, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Trương Huyền theo sát ở sau lưng Phượng Cửu Ca, chậm rãi bước xuống dưới. Cái hố sâu này cho hắn một loại cảm giác áp bách, thiên đạo chân khí trong cơ thể phảng phất như cũng bị áp chế, vận chuyển có chút khó khăn. Bất quá chân khí do công pháp thiên nhược hữu tình tinh luyện ra, thì không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi tầm một canh giờ, không biết đi vào bao sâu, vẫn không nhìn thấy cuối cùng, trong lòng Trương Huyền hơi động, lấy dây chuyền treo ở trước ngực ra ngoài. Xem ra Lạc Nhược Hy nhất định tới qua nơi này. Dây chuyền giống như trước đó tới gần huyết dịch của Lạc Nhược Hy, tỏa ra nhiệt lượng nhàn nhạt. Lão sư, phía trước đã không có đường, lần trước ta đến nơi này, trong lúc vô tình đi vào một nơi, mới đưa đến tu vi giảm lớn. Lại đi một hồi, ánh mắt Phượng Cửu Ca lộ ra kính sợ. Nơi này tới qua một lần, để hắn mất đi tất cả, thật không muốn lại đến lần thứ hai. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy con đường chật hẹp biến mất không thấy gì nữa, xem ra tu luyện giả khai quật con đường này, hoặc là tử vong, hoặc đường cũ trở về. Nơi này trụi lủi, không có cái gì, người tới nơi này thí luyện làm gì. Không có tiếp tục đi xuống, Trương Huyền có chút hiếu kỳ nhìn qua. Cái gọi là thí luyện, là địa phương muốn đi có bảo vật, hoặc trải qua nguy hiểm, có thể đạt được rèn luyện, một đường đi xuống, hắn tỉ mỉ. Nhìn qua, nơi này loại trừ đen kịt, không có cái gì, ngay cả thực vật phổ thông cũng chưa từng phát hiện, chạy tới thí luyện cái gì. Có truyền thuyết, phía dưới có thần vương thảo để cho người ta đột phá đến thần vương. Phượng Cửu Ca hơi đỏ mặt. Ta tin tưởng, muốn tìm tòi hư thực. Thần vương thảo. Trương Huyền sửng sốt, không khỏi cười khổ. Trước tiên không nói có thứ này hay không,
cho dù có, cũng không có khả năng nuốt liền có thể đột phá thần vương. Thần vương cảnh, dính dáng đến lĩnh ngộ lực lượng thiên địa, không phải dược vật có thể giúp. Bất quá mặc dù biết, nhưng nắm giữ cơ hội đột phá, vẫn sẽ dẫn tới vô số. Người đến đây dò xét. Cơ hội đột phá thần vương, đối với vô số sinh mệnh của thần giới đều có sức dẫn dụ chí mạng. Người ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút, nếu như hai canh giờ. Sau không có đi ra, thì rời đi trước, không được xuống. Trương Huyền rõ ràng nguyên nhân, không hỏi thêm nữa, mà dặn dò một tiếng. Khí lưu trong cơ thể đối phương quá cổ quái, lần nữa đi xuống, vô cùng có khả năng bị phong ấn tu vi, nguy hiểm như vậy, còn không bằng bản thân tự mình đi tới. Lão sư, ngươi phải cẩn thận một chút. Thấy lão sư vì giúp mình triệt để giải trừ tai họa ngầm, mà không sợ, không chần chờ, không tiếc mạo hiểm, hốc mắt Phượng Cửu Ca đỏ lên. Chỉ là học sinh bình thường mà thôi, vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí có khả năng tu vi biến mất. Có thầy như vậy, còn cầu mong gì? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía học sinh hốc mắt ửng hồng, trên mặt Trương Huyền toát ra đầy dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Ta chỉ muốn xuống hố, gặp nguy hiểm sẽ trở lại, không đến mức cảm động thành như vậy chứ. Không khỏi quá đa sầu đa cảm đi. Hết chương 3842. Chương 3843. Thần Vương Thảo. Nắm chặt vách đá, Trương Huyền từng chút một bò sát xuống dưới, hố. Sâu hắc ám, tựa như có một cỗ lực lượng khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt mất người. Càng xuống phía dưới, dây chuyền càng nóng, cho người ta một loại ảo giác sắp hòa tan, chân khí thiên đạo trong cơ thể vận chuyển cũng càng ngày càng mệt mỏi. Giống như cái hố sâu này là khắc tinh của công pháp hắn tu luyện. Chân khí thiên nhược hữu tình. Chân khí thiên nhược hữu tình vận chuyển, áp lực biến mất, Trương Huyền tiếp tục đi xuống. Xì 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 xì. Đi tới một hồi, từng đạo khí lưu màu xám cho dọc theo huyệt đạo tràn vào trong cơ thể. Quả nhiên, trong lòng đã sớm đoán được, nên không khẩn trương, chân khí thiên đạo cấp tốc nghênh đón, hai cỗ lực lượng trung hòa, tỏa ra từng đạo thanh quang. Trong hố sâu, thanh quang lập lòe tôn lên Trương Huyền, tựa như thần minh lơ lửng giữa không trung. Xuống càng sâu, khí lưu màu xám cho càng nhiều, chân khí thiên đạo tiêu hao càng lợi hại, không gian bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định, không ngừng lay động. Tiếp tục nữa, sẽ có nguy hiểm rất lớn. Lại đi một hồi, Trương Huyền ngừng lại. Tuy hắn có thể phi hành, nhưng không gian nơi này đã xuất hiện không ổn định, tiếp tục tiến lên mà nói, vô cùng có khả năng rơi vào vòng xoáy loạn lưu. Nhìn những vòng xoáy lực lượng này, lấy tu vi trước mắt của hắn, hẳn rất khó ngăn cản. Trước ở chỗ này, tinh lọc toàn bộ chân khí thiên đạo trong cơ thể. Thành chân khí thiên nhược hữu tình. Chần chờ một chút, Trương Huyền lấy ra thần vương kiếm. Tại nguyên chỗ đào ra một cái hố không lớn, khoanh chân ngồi xuống. Tới cũng đã tới, cứ như thế trở về, thực không cam tâm, nếu những khí lưu màu xám cho này có thể trung hòa chân khí thiên đạo, vừa vặn loại bỏ toàn bộ, để trong cơ thể chỉ còn lại chân khí thiên nhược hữu tình tinh thuần nhất. Cấp tốc hấp thu khí lưu màu xám cho, trung hòa chân khí thiên đạo, dùng gần một canh giờ, lực lượng trong cơ thể chỉ còn lại có chân khí thiên nhược hữu tình, chân khí thiên đạo bị tiêu hao sạch sẽ. Chân khí dự trữ chỉ còn lại không tới 1%. Trước đó hai loại chân khí giao hòa, trong đan điền như đại dương, không biết bao nhiêu, hiện tại chân khí thiên đạo bị trung hòa, chân khí thiên nhược hữu tình được tinh luyện, có thể dự trữ cũng ít đi rất nhiều, cẩn thận tính ra, chỉ có 1% trước đó. Chân khí trong thời gian ngắn giảm bớt nhiều như vậy, không biết là tốt hay xấu. Không còn chân khí thiên đạo, lực áp bách của khí lưu màu xám cho biến mất. Trương Huyền đi ra cái hố, tiếp tục bò sát xuống. Thời gian không dài đi tới bên cạnh vòng xoáy loạn lưu trước đó nhìn thấy. Không gian ở nơi này giống như chất lỏng, thần vương bình thường cũng không thể đi vào, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một thanh vũ khí thiên thần thượng phẩm đưa tới. Vù! Trường kiếm vặn vẹo thành một độ cong đặc thù, tựa như rơi vào gương biến dạng. Thu bàn tay về, phát hiện địa phương vặn vẹo không có cách nào khôi phục. Linh tính trong đó cũng bị ma diệt. Không gian di động vặn vẹo, tiến vào bên trong, sẽ thích ứng nơi này, cuối cùng dẫn đến sinh mệnh phát sinh biến hóa. Biết thực lực bây giờ quá thấp, tiến vào bên trong,
vô cùng có khả năng giống như chuôi kiếm, không cách nào khôi phục. Trương Huyền than thở, vừa định rời khỏi nơi đây, chờ tu vi cao trở lại, chỉ thấy trong không gian vặn vẹo trước mắt, một vật không ngừng lay động, tựa như gợn sóng trong nước. Lông mày Trương Huyền dương lên, vận chuyển minh lý chi nhãn, nhìn kỹ qua. Chỉ thấy trong không gian di động, vài cây thực vật kỳ quái cắm rễ ở trên vách đá, theo không gian chảy xuôi không ngừng lay động. Nơi này lại có thể mọc ra sinh mệnh. Trong lòng Trương Huyền chấn động, tràn đầy khó tin. Không gian trước mắt di động, giống như nước chảy xiết, không ngừng thay đổi phương hướng, dưới tình huống bình thường, tiến vào bên trong, cho dù là hắn cũng sẽ giống như trường kiếm vừa rồi, thay đổi hình dáng, không cách nào khôi phục. Bản thân không có loại thực lực và thể chất này, cũng không chống lại được, thực vật lại có thể sống, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần vương thảo mà Phượng Cửu ca nói tới, nó thật tồn tại? Chính là thứ này. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Trước đó học sinh nói thứ này, hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy không có khả năng, nhìn thấy thực vật trước mắt, đã không dám xác định. Thần vương cảnh, lĩnh ngộ không gian thiên địa, mà những linh thảo trước mắt, có thể sống ở trong không gian lưu động. Rõ ràng có thích ứng cực sâu với không gian pháp tắc. Nếu như có thể luyện chế thành đan dược, có lẽ thật có thể đột phá thần vương. Chỉ là, làm sao mới có thể lấy tới? Trương Huyền nhíu mày. Những dược liệu này, thoạt nhìn ngay ở trước mặt, nhưng nơi này, ngay cả vũ khí thiên thần thượng phẩm đỉnh phong cũng không chống lại được, phải làm sao mới có thể lấy ra? Lấy không được, lại chân quý cũng vô dụng. Tiểu Hoàng Kê, có chuyện để ngươi làm. Tinh thần khẽ động, câu thông Hoàng Kê nằm trong đan điền. Tên này đã đến thần vương cảnh, mạnh hơn cả mình, càng là bất tử. Thân, để nó ra tay, có lẽ có thể hái được. Ta đang ngủ. Tiểu Hoàng Kê u oán bay ra, cúi đầu liếc mắt nhìn, trong mắt sinh ra nghi hoặc. Nơi này, hình như ta tới qua. Tới qua. Trương Huyền cau mày. Ngươi nhớ lại cái gì không? Con gà này, một mực nói mình là thần thú tung hoành thần giới, nhưng chưa hề nhớ qua đến cùng là cái gì, cho dù đột phá thần vương, sự tình liên quan tới chủng tộc vẫn trống rỗng, chẳng lẽ giờ phút này có thể nhớ? Tới thứ gì? Không có, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt. Tiểu Hoàng Kê nghiêng đầu, chần chờ một lúc lại nói. Được rồi, nghĩ không ra thì không cần nghĩ, chỉ cần thực lực tiếp tục tăng lên. Khẳng định có thể nhớ. Đúng rồi, người gọi ta ra làm gì? Nó đang ngủ say, không có chuyện gì, vị chủ nhân này chắc chắn sẽ không gọi ra. Ta nghi ngờ những thực vật trong không gian di động kia là thần vương thảo, có thể giúp người đột phá thần vương cảnh, thực lực của ta bây giờ không cách nào lấy ra, người đi hái vài cây đến xem. Trương Huyền nói, những cây cỏ kia, Tiểu Hoàng Kê sửng sốt, sau đó gật đầu. Thật là có khả năng, những cây cỏ này có chút cổ quái. Có thể hái hay không? Trương Huyền bàn giao. Chỉ hái, đừng ăn. Cái tên này tham ăn như mạng, ngộ nhỡ xông tới ăn hết, mình cũng không thể từ trong miệng nó đào ra ăn lại chứ. Tình nguyện không đột phá thần vương, cũng không làm được loại sự. Tình buồn nôn này. Tiểu Hoàng Kê phẫn nộ nói. Ta đã là thần vương, thứ này vô dụng với ta. Yên tâm đi. Sẽ không ăn, được rồi, ăn một cây nếm thử mùi vị, ăn không ngon sẽ không ăn. Dù sao nơi này có tới mấy cây. Thấy nó thật đúng là muốn ăn, da đầu Trương Huyền run lên, vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật bị hắn đoán đúng. Mặt mũi bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu. Đi đi, không gian di động này có chút kỳ quái, nếu có nguy hiểm, cũng đừng đi qua, chờ nghiên cứu rõ ràng lại nói. So sánh với Tiểu Hoàng Kê, những thần vương thảo kia bé nhỏ không đáng kể, thật nếu để cho nó rơi vào nguy hiểm, hắn tình nguyện không cần. Hết chương 3843. Chương 3844. Tiểu Hoàng Kê là bất tử đế quân. Tiểu Hoàng Kê là bất tử đế quân. Dù sao ta vẫn muốn chết, nếu như đồ chơi này có thể giết chết ta, ta rất vui vẻ. Tiểu Hoàng Kê vỗ cánh. Lần trước biến hóa. Còn giữ lại cái đầu gà, nếu như không gian trước mắt có thể giết chết, có lẽ có thể triệt để lột xác thành hình người. Tuy lo lắng, nhưng nghĩ đến gia hỏa trước mắt này nổ thành bột phấn cũng có thể khôi phục, Trương Huyền cuối cùng vẫn gật đầu, không nói thêm lời.
Hô! Chân gà nhấc lên, tiểu hoàng kê lập tức chui vào không gian di động, trong nháy mắt thân thể vặn vẹo tựa như đi vào gương, dáng người nhỏ. Gầy bành trướng hơn không ít, toàn thân vàng rực, vậy mà giống như hỏa phượng trước đó nhìn thấy ở trong phượng minh thạch. Chẳng lẽ, tiểu hoàng kê là phượng tộc? Trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Thần thú có thể kêu lên họ tên trong thiên hạ cũng không nhiều, còn gà này của mình, đi đến thần vương cảnh, cũng không thể triệt để biến hóa, bản thể rốt cục mạnh đến mức nào. Thần vương phong hào, thậm chí đế quân, chẳng lẽ, nó chính là bất tử đế quân? Một cái ý nghĩ xông ra. Bất tử đế quân, mệnh danh bất tử, nhưng lại chết, cái này làm người ta rất kỳ lạ. Tiểu hoàng kê bất ngờ xuất hiện trong một cái hồ lô ở danh sư đại lục, thôn vệ chân khí thiên đạo cấp tốc tăng trưởng, hơn nữa nổ thành bột phấn không những không chết, còn có thể đột phá bình chướng, cấp tốc tân cấp. Ở thượng thương nhìn thấy mộ của bất tử đế quân, nó luôn miệng nói thôn vệ khô lâu bảo vệ. Chân khí thiên đạo cũng không thể hóa giải khí tức suy bại, nước tắm của nó nhẹ nhõm loại bỏ. Nhìn thấy lông vũ nâng linh nguyên thành, cảm thấy quen thuộc. Nhìn thấy không gian di động trước mắt, cũng cảm thấy quen thuộc. Lần trước ở Nguyệt Thanh Trì, thần vương phong hào tề mãnh nhìn thấy mình liền xưng đế quân. Đoán chừng là tiểu hoàng kê nổ nát vụn, huyết dịch hòa vào trong đó. Mà bản thân cũng chính bởi vì thôn vệ loại huyết dịch này, thân thể mới có thuộc tính bất tử bất diệt, thương thế nặng hơn cũng có thể phút chốc khôi phục. Ta thu đế quân làm thú sủng. Càng nghĩ càng thấy run rẩy. Ra mặt co giật. Đi vào thần giới, biết địa vị của đế quân, cho dù là khổng sư, muốn trở thành đế quân cũng cần thu được những người khác công nhận, mới có thể thành. Một thiên thần thượng phẩm, thuần phục đế quân trở thành thú sủng, gia hỏa này không có khôi phục ký ức, không nói cái gì, một khi khôi phục, có thể cái thứ nhất là giết chết mình hay không? Hẳn không phải, nếu như nó là bất tử đế quân, Nhược Hy là người kế vị của nó, coi như ở trong hồ lô. Ẩn giấu ở trong đan điền, hẳn cũng có thể cảm ứng được, mà không phải giả bộ như cái gì cũng không biết. Căn cứ tin tức hiện nay biết, Lạc Nhược Hy có thể là người kế vị của bất tử đế quân, đã như vậy, ban đầu ở danh sư đại lục thấy qua động hư. Hồ lô chứa đựng tiểu hoàng kê, không có khả năng nhận không ra. Đương nhiên cũng có thể là không tiện nói. Đế quân khẳng định cũng có kẻ địch, tu vi sụt giảm, che giấu không tốt, một khi bị phát hiện. Vô cùng có khả năng bị xóa bỏ. Cho nên đã muốn ẩn giấu, khẳng định phải giấu giếm triệt để, ai cũng không thể nhận ra. Được rồi, không nghĩ nữa, ngày mai tỉ thí xong liền có thể đi vào Linh Thần Cung, nhìn thấy Lạc Nhược Hy, tất cả bí ẩn đều sẽ mở ra. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp đi vào Linh Thần Cung. Dứt bỏ tư tưởng lộn xộn, tiếp tục nhìn về phía không gian di động. Ngay sau đó nhìn thấy tiểu hoàng kê đang đại chiến với vài cây thần vương thảo. Có thể sinh tồn ở trong không gian lưu động, hơn nữa có thể giúp người đột phá thần vương cảnh, loại dược liệu này bản thân liền có thực lực không tệ, cho dù không như thần vương, hẳn cũng không kém nhiều. Chẳng qua tiểu hoàng kê vốn cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm tu vi cao hơn chúng nó, thời gian không dài, liền thần phục vài cây dược thảo, miệng kéo lấy, lần nữa bay ra. Rời đi không gian di động, thân thể của nó cũng vặn vẹo, chẳng qua nắm giữ thân bất tử, loại tổn thương trình độ này không tính là gì, đặt dược liệu vào trong tay Trương Huyền, nhẹ nhàng run rẩy, lần nữa chui vào đan điền, tiếp tục đi ngủ. Hết thảy 4 cây, vốn có 5 cây, nhưng thời điểm tiểu hoàng kê chiến đấu ăn một cây, phát hiện mùi vị không ngon, liền lưu lại cho hắn. Lấy ra hộp ngọc, sắp xếp gọn dược liệu, hơn nữa dùng chân khí niêm phong lại. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục thâm nhập sâu, cấp tốc bay lượn đi. Vừa rồi cầm được dược liệu dùng thiên đạo thư viện dò xét, giống như suy đoán, quả thực là thần vương thảo, có thể giúp người tăng lên 50% cơ hội đột phá thần vương cảnh. Phối chế một ít dược vật chân quý, luyện chế thành đan dược, hiệu quả. Càng tốt, có thứ này, chỉ cần lĩnh ngộ công pháp thần vương cảnh, đột phá sẽ trở. Nên cực kỳ đơn giản. Lão sư, ngươi không sao chứ? Trở lại địa phương Phượng Cửu ca chờ, chỉ thấy hắn lo lắng nhìn qua. Trương Huyền nói. Ra ngoài rồi nói sau. Thời điểm tới lo lắng nguy hiểm, tốc độ không nhanh, rời đi dễ dàng hơn không ít,
không đến nửa canh giờ, hai người liền trở về mặt đất. Tìm được thần thú phi hành, lần nữa về đến gia tộc. Nguyên nhân tu vi ngươi sụt giảm, ta đã tìm được, không cần tiếp tục lo lắng giống như trước đây. Trương Huyền nhìn đệ tử, mỉm cười. Hơn nữa, ta còn tìm được thần vương thảo ngươi nói, chờ luyện chế. Thành đan dược, sẽ tặng ngươi một viên, chỉ cần hảo hảo tu luyện, đột phá thần vương ở trong tầm tay. Tìm được thần vương thảo, cho ta một viên. Phượng Cửu Ca tràn đầy kích động. Còn tưởng chỉ là truyền thuyết gạt người, không nghĩ tới là thật, hơn nữa lão sư còn tìm được. Không chỉ như vậy, lại còn đáp ứng cho hắn. Hốc mắt lần nữa đỏ lên. Ngươi ở đây tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến, ngày mai trước tỉ thí, sẽ tận lực chạy về. Không để ý tới đệ tử đa sầu đa cảm, Trương Huyền trầm tư một chút nói. Bây giờ cách tỉ thí còn có nửa ngày, trước luyện chế dược liệu lại nói, một khi thành công, tìm hiểu ra pháp quyết thần vương tu luyện, liền có thể trực tiếp đột phá, không cần tiếp tục đợi chờ. Chẳng qua đan dược có thể khiến người ta đột phá thần vương cảnh, không phải dễ dàng luyện chế như vậy, thuật luyện đan nhất định cực kỳ cao minh, mà trong đầu hắn nghĩ tới người đầu tiên. Chính là Giang Thần trước đó thấy qua. Vị luyện đan sư này, mệnh danh thần giới đệ nhất nhân, càng là cường giả thần vương, để hắn ra tay, không có sơ hở nào. Mấu chốt nhất là, giữa bọn hắn từng có cùng xuất hiện, tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Nếu không thần vương thảo này, một khi tiết lộ ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đổi giết mình. Đưa tới oanh động, khẳng định càng thêm đáng sợ hơn phá trướng đan, mỹ dung đan. Dù sao nhiều một vị thần vương, một gia tộc liền nhiều một phần trợ lực, xem như thần vương phong hào cũng khó mà từ chối cám dỗ. Lão sư cẩn thận, biết lão sư nhất định là có chuyện muốn làm, Phượng Cửu Ca cũng không nhiều lời. Trương Huyền gật đầu, bàn giao không được tiết lộ sự tình thần vương thảo, lúc này mới ngồi thần thú phi hành bay về phía Đại Na Di truyền tống trận. Nửa ngày, có loại truyền tống trận này, đi Linh Lung Thiên một chuyến, tìm Giang Thần, luyện đan xong, trở lại, về thời gian hẳn có thể theo kịp. Hết chương 3844. Chương 3845. Linh Lung Thiên. Một đường gió êm sóng lặng, cũng không có thần vương đánh lén cho tiểu hoàng kê ăn khuya, cung cấp cho mình vũ khí và đan dược, làm Trương Huyền thoáng có chút tiếc nuối. Sau nửa canh giờ, Linh Lung Hoàng Thành xuất hiện ở trước mắt. Linh Lung Thiên, cũng gọi thất xảo Linh Lung Thiên, trấn thủ phương hướng tây nam của thần giới, đế quân là Linh Lung Thiên Tử, một vị đại đế nữ tính trong cửu đế. Truyền thuyết vị đại đế này diễm tuyệt thiên hạ, mỹ lệ vô song, một thân tu vi sâu không lường được, cho dù so sánh với Vân Ly đại đế, bất tử đế quân cũng không hề yếu. Thuộc hạ hai đại thần vương phong hào, thượng quan Vân Huyền và Bách Diệp Thanh Hồng, đồng dạng đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm. Được một, nghe nói không ít thần vương phong hào, thần vương của thần giới đều từng truy cầu hai vị này, chỉ tiếc đều bị cự tuyệt. Trên thực tế Phù Giang Thần cũng nằm trong số đó, nếu không dựa vào tài năng của hắn, ở chỗ nào cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, không cần thiết một mực ở lại chỗ này. Chỉ bất quá hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hai vị thần vương phong hào nữ tính này giống như đế quân của các nàng, khinh thường tất cả. Nam tử, không hề kết hôn qua, cũng không nghe nói cùng nam tử nào từng có lui tới và liên quan. Chỉ có nửa ngày, Trương Huyền không có quá nhiều công phu lãng phí, đi vào Hoàng Thành, truyền tin tức cho Phù Giang Thần, rất nhanh thì được hồi phục, tại nguyên chỗ chờ thời gian không dài, chỉ thấy đối phương bay tới, đi vào trước mặt. Trương Huyền tiểu hữu, nhanh như vậy liền đến tìm ta, thật đúng là ngoài ý muốn. Phù Giang Thần vuốt râu. Trước đó ở U Hồn Hoàng Thành chia tay, lẫn nhau trao đổi phương pháp đưa tin, nói có thời gian tới thăm hỏi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới. Những ngày này một mực nghiên cứu phá trướng đan, càng nghiên cứu đối với vị trước mắt này khâm phục càng lợi hại. Ở thần giới, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối tính đỉnh tiêm, nhưng đan dược vị này luyện chế, vẫn phân biệt không ra phối phương và tài liệu, vô luận đo lường như thế nào cũng giống như thần nguyên đan, để hắn hoài nghi có phải tính sai hay không. Nhưng đan dược đo lường không có vấn đề, dùng liền có thể chữa trị ám thương trong cơ thể, trợ giúp đột phá bình chướng, tuyệt đối không phải thần nguyên đan có thể làm được. Liên tục mấy lần đã rõ ràng, vị
vị trước mắt này luyện đan đạt thành tựu đã vượt xa hắn, theo không kịp. Nguyên nhân chính là như vậy, nghe được hắn đi tìm mình, mới lộ ra hết sức kích động. Vô sự không đăng tam bảo điện, lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Trương Huyền ôm quyền. Ồ! Phù Giang thần sững sờ, sau đó cười nói. Tiểu hữu không cần khách khí, người ta mới quen đã thân, chỉ cần có thể hỗ trợ, nhất định dốc hết toàn lực. Đa tạ phù huynh. Đối phương gọi mình tiểu hữu, bản thân cũng không nên gọi đối phương đan sư. Trương Huyền dừng lại một chút, đổi thành truyền âm. Lần này tới, là muốn nhờ phù huynh hỗ trợ luyện chế một loại đan dược. Luyện đan. Thấy hắn nói thận trọng như thế, Phù Giang thần sửng sốt, chợt giật mình. Thuật luyện đan của ngươi vượt xa ta, để cho ta luyện chế. Chẳng lẽ là dược vật cấp bậc thần vương? Vị trước mắt này có thể luyện chế ra phá trướng đan, mỹ dung đan vang dội thiên hạ, luyện đan ở cùng cấp bậc hắn không cách nào vượt qua, bây giờ lại chạy tới cầu mình, rõ ràng là muốn luyện chế đồ vật mà thực lực của mình không cách nào làm được. Đúng. Trương Huyền cũng không phủ nhận. Dùng thần vương thảo luyện chế thần vương phá trướng đan, tuy cấp bậc không có đến thần vương, lại càng thêm chân quý hơn đan dược thần vương phổ thông, nói là dược vật cùng cấp bậc cũng không có gì. Trở về rồi nói sau. Biết loại đan dược cấp bậc này, rất dễ dàng dẫn tới vô số người thăm dò, Phù Giang thần không hỏi thêm nữa, vẫy bàn tay một cái, một cỗ lực lượng lập tức bao bọc Trương Huyền, hai người thẳng tắp bay đi. Phù Giang thần cùng là trưởng khống giả lệnh Phù Đại Na di truyền tống trận, địa vị không thấp, cho dù linh lung thiên cao thủ không ít, cũng có thể được xếp hạng cao, bởi vậy tuy chỉ là thần vương, nhưng phủ đệ cư trú lại không nhỏ hơn đám người tề mãnh bao nhiêu. Môn hạ đệ tử luyện đan không biết bao nhiêu, đã thành một tông môn to lớn. Tới phủ đệ, trực tiếp đi vào phòng, trận pháp ngăn cách tin tức vận chuyển, lúc này mới lần nữa nhìn qua. Không dối gạt tiểu hữu. Bị giới hạn thiên phú và thực lực, đan dược cấp bậc thần vương, hiện tại ta có thể luyện chế ra, hết thảy chỉ có 8 loại, nếu như ngươi muốn luyện chế dược vật không ở trong 8 loại này, cho dù là ta cũng bất lực. Đan dược cấp bậc thần vương, dính dáng đến thiên địa đại đạo và lĩnh ngộ của thần vương cảnh, tuy thuật luyện đan của hắn mạnh, nhưng ở trên thần vương cảnh không tính là đặc biệt cao minh, cho nên loại dược vật cấp bậc này, có thể luyện chế, chẳng qua 8 loại mà thôi. 8 loại. Trương Huyền cau mày, mặc dù không biết đan dược cấp bậc thần vương hết thảy có bao nhiêu, nhưng không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tuyệt đối không ít đến 8 loại, có điều hiện tại tìm những người khác cũng khẳng định tìm không thấy, lúc này không có quá nhiều giấu giếm, nói thẳng. Ta muốn luyện chế, thần vương phá trướng đan, không biết phụ huynh có nghe nói qua, có thể luyện chế thành công hay không? Thần vương phá trướng đan. Phù Giang thần sững sờ. Trên đời có loại đan dược này. Hắn nghe qua không ít dược vật, nhưng đan dược có thể khiến người ta đột phá thần vương, còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta vừa cân nhắc ra đan phương, còn chưa có thử nghiệm qua mà thôi. Trương Huyền nói, lĩnh ngộ thuật luyện đan đến cảnh giới như hắn, có thể tùy ý thay đổi, sáng tạo đan phương. Trên đường tới, căn cứ thuộc tính và uy lực của thần vương thảo, cân nhắc rất lâu, lúc này mới tìm ra phối phương tốt nhất. Có điều tất cả đều chỉ là lý luận, chưa dùng cho thực tiễn. Nhưng đan phương trải qua thư viện xác nhận, không có bất kỳ sai lầm gì, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo trình tự hoàn thành, dược vật có thể nhẹ nhõm phát huy ra tất cả thuộc tính của thần vương thảo, giúp người đột phá thiên thần thượng phẩm, xung kích càng cao. Cân nhắc ra đan phương. Phù Giang thần lần nữa nhìn qua, phục sát đất. Phá trướng đan có thể để người ta đánh vỡ thiên thần ràng buộc. Đã để hắn vô cùng kinh diễm, không nghĩ tới đối phương còn cân nhắc ra phá trướng đan để cho người ta đột phá thần vương. Không khỏi quá đáng sợ. Đúng vậy. Trương Huyền nói. Thực lực của ta không đủ, hiện tại không cách nào luyện chế, cho nên hy vọng phù huynh có thể hỗ trợ, chỉ cần có thể luyện chế thành công, bỏ ra đánh đổi lại lớn cũng không tiếc. Khách khí, có thể tự mình chứng kiến loại đan dược này xuất hiện. Đối với một vị luyện đan sư như ta mà nói, là vô cùng vinh hạnh. Phù Giang thần nói tiếp. Không biết có thể cho ta nhìn đan phương một chút hay không, ta chưa hề luyện chế qua, có thể thành hay không, thật không có nắm chắc. Được. Vốn là nhờ đối phương luyện chế, tự nhiên không có gì có thể keo kiệt. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một ngọc phù,
ghi lại đan phương đưa tới. Phù Giang Thần tiện tay nhận lấy, liếc mắt nhìn, ngay sau đó con mắt trợn tròn, thân thể không ngừng run rẩy. Cái này, ngươi xác định đan phương này thật có thể hoàn thành. Hết chương 3845. Chương 3846. Phương pháp luyện đan hoàn mỹ. Đan phương này, quả thực nghe rợn cả người, cho dù hắn là cao thủ. Luyện đan nổi danh thần giới, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, khó mà tin được. Chủ dược trong đó chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua thì thôi, nhưng thuốc khác không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Không nói cái khác, chỉ nói xà thanh long tiên, chính là vật chí độc trong thiên hạ, cho dù cường giả thần vương dính lên cũng không chịu nổi, dùng để luyện đan. Thật sẽ không bị hạ độc chết. Còn có bách diệp tử hương hoa, mặc dù không có độc, lại có thể đóng băng chân khí, để cho tu vi của người ta không thi triển ra được. Phương thuốc để cho người ta đột phá, không nên tăng thêm một ít dược vật ẩn chứa đầy đủ linh khí, xúc tiến chân khí vận chuyển sao? Một khi dùng thuốc này, chân khí đình trệ, còn làm sao tu luyện? Đừng nói đột phá, làm không cẩn thận còn có thể chết tươi. Còn có chân long huyết, thứ này người bình thường cũng có thể tiếp nhận. Đừng nói một giọt, nửa giọt cũng sẽ bùng nổ. Dựa vào kinh nghiệm luyện đan nhiều năm, nhìn một cái. Thế này sao lại là đan phương, quả thực chính là lẩu thập cẩm. Thật giống như hầm thịt, người thả tiêu, hồi hương, hành, gừng, tỏi. Có thể tăng vị, cũng dễ ăn, nhưng thả nửa cân cho bếp, một lít bùn đất, nửa dương gỗ vụn. Cái này còn ăn thế nào? Hoàn toàn không dính gì tới nhau à. Ta đã cân nhắc qua một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Trương Huyền gật đầu. Một lần. Phù Giang Thần nắm tóc. Đến cùng là đầu óc như thế nào à? Những người khác, dù là luyện đan sư lợi hại hơn nữa, lúc sáng tạo đan phương mới, vì phòng ngừa lãng phí dược liệu, đều sẽ ít nhất cân nhắc mấy chục lần, thậm chí mô phỏng hơn trăm lần, xác định không sai mới dám luyện chế. Người cân nhắc một lần, liền không có vấn đề gì. Làm sao cảm giác trò đùa như vậy? Yên tâm đi, khẳng định có thể luyện chế ra. Nhìn ra lo lắng của hắn, Trương Huyền cười nói. Không chỉ hắn cân nhắc, thư viện cũng xác nhận, không thể có vấn đề. Nếu ngươi nói như vậy, có thể thử một lần, chỉ là ta chưa hề luyện chế. Qua loại thuốc này, thật muốn không may xuất hiện, vô cùng có khả. Năng dẫn đến tất cả dược vật tổn hại. Thấy đối phương khẳng định như vậy, Phù Giang Thần biết không cách nào khuyên can, nói. Luyện đan không thành, dược vật sẽ bị thiêu hủy, những thuốc luyện chế. Thần vương phá trướng đan này, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, hủy một lò, cho dù là hắn cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Sẽ không tổn hại. Trương Huyền cười cười nói. Chỉ cần thời điểm phù huynh luyện đan, dựa theo trình tự không sai chút nào, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Được. Phù Giang Thần không nói thêm lời. Thuật luyện đan của đối phương cao minh hơn hắn, có lẽ thật có thể làm ra một loại thủ pháp luyện chế hắn không hiểu. Dù sao bản thân chỉ là hỗ trợ. Vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Trương Huyền nói. Hắn chỉ có nửa ngày thời gian, hiện tại đã qua hơn một canh giờ, không nhanh chút, sẽ không kịp trở về tham gia tỉ thí. Cổ tay Phù Giang Thần khẽ đảo, một lô đỉnh to lớn xuất hiện ở phía trước, vẫy tay một cái, một đám lửa hạ xuống từ trên trời, cháy hừng hực. Lô đỉnh hắn chuyên dụng luyện chế đan dược, đã đạt đến cấp bậc thần vương. Còn hỏa diễm, càng là thiên hỏa, dược vật cấp bậc thần vương cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Đa tạ, thấy hỏa diễm và đan đỉnh xuất hiện, Trương Huyền thở phào nhẹ. Nhõm, cổ tay khẽ đảo, một đống lớn dược vật bất ngờ xuất hiện, từng cái lơ lửng giữa không trung. Ở U Hồn Thiên, thông qua Tề Linh Nhi, lấy tới không ít dược liệu, thời điểm thiết kế đan phương, cũng là căn cứ dược vật hắn có mà quyết định, cho nên không cần đi tìm kiếm. Nhìn dược vật lơ lửng đầy trời, Phù Giang Thần đột nhiên nhíu mày. Dược liệu của tiểu hữu đều chỉ có một phần. Trước mắt xuất hiện dược vật, trên cơ bản đều là một gốc, không có nhiều hơn nữa. Luyện đan, tình huống bình thường đều chuẩn bị 3 phần dược liệu, xuất hiện sai lầm cũng có thể đúng lúc bù đắp. Chỉ có một phần, có một gốc dược liệu luyện chế xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng bổ sung không kịp, cả bàn đều thua. Một phần là đủ rồi,
ta không có thời gian, chỉ có một cơ hội luyện chế. Trương Huyền nói. Không có thời gian. Phù Giang Thần im lặng. Luyện đan, kiêng kỵ nhất chính là hấp tấp, huống chi loại dược vật cấp bậc này. Đan phương lung tung, dược vật chỉ chuẩn bị một phần, mấu chốt nhất là, thái độ còn hấp tấp như thế. Ngươi xác định là tới tìm ta luyện đan. Trước đó còn cảm thấy thuật luyện đan của vị trước mắt này khoáng cổ. Thước kim, có một không hai thiên hạ, bây giờ lại cảm thấy, có chút không quá đáng tin cậy. Bắt đầu đi. Thanh âm của đối phương vang lên, ngay sau đó nhìn thấy cổ tay run lên, đã ném một gốc dược liệu vào lô đỉnh. Lông mày Phù Giang Thần nhảy dựng, nói không ra lời. Lô đỉnh còn không có đốt nóng, ngươi liền thả thuốc. Hơn nữa thủ. Pháp mới lạ như vậy. Làm sao càng ngày càng cảm thấy, không biết luyện đan thế nhỉ? Tốt, ta nói luyện chế như thế nào, ngươi thả thuốc. Thấy suýt chút nữa cháy tay của mình, Trương Huyền biết, luyện đan xác thực không dễ dàng như vậy, đình chỉ xúc động tiếp tục thả thuốc nói. Lô đỉnh còn không có nóng tốt. Phù Giang Thần có chút nhịn không được nói. Có chút dược liệu, không cần nóng tốt, nhiệt độ quá cao, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Trương Huyền giải thích một câu, nói tiếp. Hai hô hấp sau, thả mộc diệp thảo và kim linh diệp, bỏ hai thứ này vào, tăng thêm 7% nhiệt độ hỏa diễm, sau đó dùng thủ pháp quy mộc hoàn linh, thả độc diệp thảo. Truyền âm qua, tốc độ cực nhanh. Ngươi biết thủ pháp quy mộc hoàn linh của ta. Vốn không xem ra gì, lúc này trong lòng Phù Giang Thần đột nhiên chấn động. Thủ pháp quy mộc hoàn linh, là thủ pháp luyện đan hắn tu luyện, rất ít thấy, vì học tập từng tiêu phí hơn 10 năm. Bất quá sau khi học được, bởi vì quá mức ít thấy, chưa từng dùng tới, thời gian lâu dài, mình cũng không sai biệt lắm quên mất. Không nghĩ tới đối phương thế mà biết, hơn nữa vừa mở miệng đã nói ra. Biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Cắn răng một cái, thi triển thủ pháp ra, từng cây dược liệu, dựa theo thời gian đối phương nói ném vào lô đỉnh, một bàn tay khác thôi thúc lực lượng, thiên hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ càng ngày càng nóng. Xì xì xì, dược liệu dựa theo thời gian đối phương nói bỏ vào, dược vật vốn thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt, lại có thể hòa tan trong nháy mắt, hoàn mỹ dung hợp. Cái này, phương pháp luyện đan hoàn mỹ. Trong lòng Phù Giang Thần khó tin. Luyện đan, dùng lửa, dùng lô đỉnh, mục đích đúng là vì để cho tất cả. Dược vật có thể kết hợp với nhau, nhưng bởi vì hỏa diễm khác biệt, thủ. Pháp khác biệt, không ít dược vật không thể giống như dự đoán dung hợp. Tình huống bình thường có thể dung hợp ở trong một phạm vi cho phép là tốt rồi. Nhưng thanh niên trước mắt nói cho hắn biết thời gian và thủ pháp. Vậy mà có thể để cho tất cả dược vật hoàn mỹ dung hợp. Phương pháp luyện đan hoàn mỹ chân chính. Phương pháp trong truyền thuyết, đế quân cũng rất khó làm được. Vậy mà xuất hiện ở trong miệng một thanh niên. Hết chương 3846. Chương 3847. Cần đột phá. Luyện đan sư đệ nhất thần giới khống hỏa và nắm chắc dược tính quả. Nhiên đạt đến đỉnh phong, chỉ cần Trương Huyền nói ra thời gian và trình tự chính xác, Phù Giang Thần đều có thể hoàn mỹ hoàn thành, không sai mảy may. Rất nhanh, hơn 100 loại dược liệu toàn bộ bay vào đan lô, hoàn mỹ. Dung hợp lại, hình thành một giọt thuốc lớn chừng quả đấm. Vừa mới bắt đầu, nhìn thấy dược liệu bình thường khó mà dung hợp, tất cả đều dung hợp hoàn mỹ, Phù Giang Thần còn cảm thấy khó tin, về sau khiếp sợ đã mất cảm giác. Dường như chỉ cần dựa theo phương thức đối phương nói luyện chế, dược vật lại khó kết hợp cũng có thể dung hợp, không sai mảy may. Mới đầu còn có chút nghi hoặc, tại sao lại như vậy, đến cuối cùng mới hiểu được, vị trước mắt này, hiểu các loại dược liệu đã đạt đến tình trạng hòa vào cốt tủy. Lấy xà thanh long tiên làm thí dụ, thứ này bình thường độc tính vô cùng mãnh liệt, nhưng trong một cái hô hấp thiêu đốt nó đến 1300 độ, độc tính sẽ biến mất trong nửa cái hô hấp, lúc này chỉ cần dung hợp nó với trầm mộc hoa, độc tính không những sẽ không tái phát, còn có thể kích động lực lượng tế bào toàn thân. Bách diệp tử hương hoa cũng như vậy, có thể đóng băng chân khí, nhưng cùng dược vật đặc biệt, ở dưới nhiệt độ đặc biệt dung hợp, không những không có ảnh hưởng với chân khí, còn có thể vững chắc kinh mạch, tăng tốc chân khí lưu chuyển. Thuộc tính mỗi một loại dược liệu, đều bị thanh niên kia phát huy ra hoàn mỹ, không lãng phí mảy may.
Thuật luyện đan của hắn đã rất cao minh, nhưng đến lúc này mới hiểu được, đan dược còn có thể luyện như vậy. Tựa như trong lòng mở ra một thiên địa mới, lại khó đóng lại. Không đúng. Nhìn dung dịch trong đan lô, không có xuất hiện một trình tự sai lầm, Phù Giang Thần vừa định buông lỏng một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn qua. Hiện tại đã luyện chế 107 loại dược vật, vì sao còn không có lấy ra chủ dược? Vừa rồi luyện chế, căn bản không kịp ngẫm nghĩ, hiện tại dừng lại, nhất thời phát hiện không đúng. Hắn nhìn qua đan phương, hết thảy 108 loại dược liệu, lúc này đã luyện chế 107 loại, vì sao chủ dược còn không có xuất hiện? Cái gọi là chủ dược, chính là dược vật mà toàn bộ đan dược lấy làm hạch tâm, như cốt thép trong kiến trúc, có nó tồn tại, mới có thể tạo dựng giàn khung, hoàn thiện thành phẩm cuối cùng. Đan dược bình thường, đều là chủ dược để vào trước nhất, từ bên trong dung hợp dược liệu khác, giờ phút này đã luyện chế 107 loại, tất cả đều là phụ dược. Đan dược này ngươi xác định là thật muốn luyện thành. Giống như xào rau, lập tức ra nồi, đều là tỏi, gừng, hành tây, hoa tiêu, 13 loại hình gia vị, nhưng lại không thấy rau. Xác định không có mở chuyện cười. Đừng có gấp, tiếp tục làm nóng. Trương Huyền nhìn chằm chằm đan lô nói. Tốt, tuy nghi hoặc, nhưng đối phương có lệnh, Phù Giang Thần không dám chần chừ, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào đan lô, hỏa diễm lập tức bạo tăng. Nhiệt độ đan lô nhanh chóng tăng thêm. Đủ chưa? Thấy giọt thuốc bắt đầu sôi trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, Phù Giang Thần nhíu mày, vội vàng hỏi. Dược dịch đã dung hợp tốt, tiếp tục làm nóng dẫn đến nổ tung mà nói, công phu trước đó đều sẽ uổng phí. Không đủ, tiếp tục. Trương Huyền nói. Phù Giang Thần cắn răng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng xông ra, nhiệt độ hỏa diễm tiếp tục tăng vọt. Nhiệt độ đã đến cực hạn của ta. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp, trên đầu luyện đan tông sư đệ nhất thần giới đã toát ra mồ hôi. Lấy tu vi và lực lượng hiện tại của hắn, nhiệt độ này đã đến cực hạn, lại cao hơn mà nói, chân khí kém không nói, còn có thể không nắm được, cuối cùng dẫn đến nổ lô. Nhiệt độ còn kém chút. Trương Huyền nhíu mày. Thần Vương Thảo, ngay cả không gian di động cũng có thể sống sót, lông tóc không tổn hao gì, yêu cầu nhiệt độ cực cao, vị trước mắt này thúc dục hỏa diễm, nhiệt độ là không thấp, nhưng vẫn không có đến tình trạng có thể hòa tan nó. Nhưng ta đã dùng hết toàn lực. Sắc mặt Phù Giang Thần trắng nhợt. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể ta chỉ có thể duy trì 30 hô hấp, sẽ triệt để tiêu hao sạch sẽ. Tuy hắn mạnh mẽ, nhưng loại toàn lực phát huy này, đối với chân khí và tinh thần đều có tiêu hao cực lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, 30 hô hấp là cực hạn. Một khi lực lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, trước đó tất cả cố gắng, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nắm đấm Trương Huyền siết chặt. Làm xong tất cả kế hoạch, nhưng không có nghĩ đến số lượng chân khí của Phù Giang Thần yếu như vậy. Hơn nữa nhiệt độ không đạt tới mà nói, coi như lại kiên trì 30 hô hấp cũng vô dụng. Không có biện pháp nào khác. Ánh mắt Trương Huyền ngưng lại, nhìn qua. Tu vi của ngươi bây giờ là thần vương hậu kỳ, sắp đột phá đến đỉnh phong. Tuy lượng chân khí không có tăng nhiều, nhưng độ tinh thuần sẽ tăng thêm không ít, thúc dục hỏa diễm, nhiệt độ mới có thể càng cao, từ đó đi đến yêu cầu. Tu vi của Phù Giang Thần chỉ là thần vương hậu kỳ, cách đỉnh phong còn một đoạn, nhưng bây giờ muốn không dẫn đến thất bại, chỉ có một phương pháp, để hắn cấp tốc đột phá. Chỉ cần đến thần vương đỉnh phong, chân khí càng thêm tinh thuần, nhiệt độ hỏa diễm tự nhiên càng thêm nóng, đến lúc đó liền có thể hòa tan thần vương thảo, luyện chế đan dược thành công. Nếu không, trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Đột phá. Nghe được hắn nói, Phù Giang Thần run run. Đây không phải thời điểm đùa giỡn. Tu vi của hắn cao bao nhiêu, bản thân hết sức rõ ràng, nếu có thể đột phá, đã sớm đột phá, không đến mức trở tới bây giờ. Huống chi giờ phút này đang luyện đan, lực lượng duy trì đến cực hạn, sự tình khác không để ý tới. Để cho ta đột phá. Đùa giỡn sao? Không có nói đùa, không muốn luyện đan thất bại, đây là con đường duy nhất. Trương Huyền chẳng muốn phí lời, tiếp tục nói. Sở dĩ người bị vây ở thần vương hậu kỳ, không cách nào đột phá, là bởi vì dùng đan dược quá nhiều, không cách nào triệt để loại bỏ đan độc trong cơ thể.
Thuốc có 3 phần độc, cho dù đan dược tốt, ăn nhiều vẫn sẽ tổn lưu đủ. Loại độc tính ở trong cơ thể, trong thời gian ngắn không có cái gì, nhưng kèm theo tu vi càng ngày càng cao, lực lượng càng ngày càng tinh thuần, dù là một chút, cũng lộ ra cực kỳ trọng yếu. Giống như Phù Giang Thần, thân là tông sư luyện đan nổi danh nhất thần giới, cơ hội dùng đan dược đột phá nhiều hơn người khác không biết bao nhiêu, có thể nói hoàn toàn là dùng đan dược xung kích đến cảnh giới bây giờ. Dùng dược vật nhiều như vậy, đan độc tự nhiên tích tụ ở trong người, không cách nào loại bỏ. Cho dù dùng tất cả phương pháp, cũng không thể làm được. Hiện tại ta giúp ngươi khu trừ đan độc, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, trực tiếp trùng kích cảnh giới là được. Biết triệu chứng chuẩn xác của đối phương, cổ tay Trương Huyền khẽ. Đảo, đầu ngón tay bất ngờ xuất hiện mấy chục cây châm bạc. Vù, bí mật mang theo tiếng gió thẳng tắp bắn tới huyệt đạo toàn thân của Phù Giang Thần. Lông mày Phù Giang Thần nhảy dựng, vừa định chống cự, đột nhiên cắn răng, hai mắt nhắm lại. Liều mạng, Phù Giang Thần không chống lại, mặc cho ngân châm của đối phương cắm vào thân thể. Hết chương 3847. Chương 3848. Đan Vương. Từ vừa mới luyện đan, Phù Giang Thần đối với Trương Huyền đã sinh ra khâm phục nồng đậm, có thể nghiên cứu dược liệu, nghiên cứu luyện đan đến loại tình trạng này, sao có thể hại mình. Cho nên biết rõ không chống cự sẽ có nguy hiểm, nhưng nghiến răng nhận. Phốc phốc phốc. Châm bạc đi vào huyệt đạo, từng đạo chân khí tràn vào trong cơ thể. Trước đó bởi vì đan độc mà kinh mạch bế tắc, ở dưới lực lượng trùng kích, trong nháy mắt nổ tung lên. Chân khí bị giam cầm trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên, tựa như hồng lưu phá tan đê đập. Răng rác, răng rác. Lực lượng sinh mệnh và độ tinh thuần của chân khí, trong thời gian nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất cả người cũng lên một tầng, bước ra bước cuối cùng. Như vậy liền, đột phá. Phù Giang Thần ngẩn ngơ. Ràng buộc quấy nhiễu hắn nhiều năm, lại phá giải như thế. Sự tình Linh Lung Tiên Tử cũng không giải quyết được, vị trước mắt này nhẹ nhõm hoàn thành. Đã qua 20 tức, đừng do dự, nhanh tăng nhiệt độ cho lô đỉnh. Thấy hắn ngây người, Trương Huyền vội vàng quát. Chân khí trong cơ thể đối phương toàn lực phát ra, chỉ có thể kiên trì 30 hô hấp, xúc thế, đột phá, tổng cộng tiêu phí 20 cái hô hấp, lại không nhanh một chút. Một khi chân khí tiêu hao hầu như không còn, nhiệt độ không đến yêu cầu, lần này luyện đan sẽ triệt để thất bại. Bởi vì không có để thần vương thảo vào, coi như thất bại cũng chỉ lãng phí một nồi dược liệu phổ thông, nhưng Trương Huyền không có nhiều thời gian như vậy. Luyện chế 107 loại thuốc, đã tiêu phí gần 2 canh giờ, lần nữa tìm tới dược liệu, đợi thể lực của đối phương khôi phục, luyện chế. Lại trở về cạnh tranh danh ngạch đi vào Linh Thần Cung, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên nhất định phải thành công, không thể thất bại. Tốt! Phù Giang Thần nghiến răng. Tuy đột phá đến thần vương đỉnh phong, nhưng không kịp tu luyện, số. Lượng chân khí trong cơ thể không tăng nhiều, cho nên lúc này chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp nữa mà thôi. Mặc dù không biết đối phương để cho mình tăng nhiệt độ mục đích là gì, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Hừng hực, chân khí trở nên tinh thuần, điên cuồng tràn vào, hỏa diễm ở dưới lô đỉnh quả nhiên trở nên càng thêm hung mãnh chói mắt, nhiệt độ vốn cầm cự lần nữa nhún nhảy. Lại 5 cái hô hấp sau, trên đầu của hắn toát ra mồ hôi, Phù Giang Thần quay đầu. Ta lại đến cực hạn, nhiệt độ hỏa diễm không cách nào đề cao được nữa. Cho dù tu vi đột phá, nhưng còn không có củng cố. Nhiệt độ tăng lên có hạn, nếu như lại không đạt tới, thì thật sự không có biện pháp. Nhiệt độ đủ, tiếp tục duy trì. Con mắt Trương Huyền cũng có chút ửng hồng. Không hổ là uống thuốc đột phá, nội tình quá kém. Vốn cho rằng chỉ cần đột phá đến thần vương đỉnh phong, nhiệt độ hỏa diễm có thể dễ dàng đến, thậm chí vượt qua, không nghĩ tới nhiệt độ vừa đột phá điểm giới hạn. Loại điểm giới hạn này tương đương với nhiệt độ thấp nhất có thể hòa tan thần vương thảo, vốn cho rằng đan dược hoàn toàn có thể thành công, giờ khắc này ở hắn xem ra chỉ 5 năm. Mặc kệ, biết không do dự được, Trương Huyền cắn răng, lấy thần vương thảo ra ngoài, bàn tay giương lên, 4 cây dược vật bị hắn truyền vào chân khí thiên nhược hữu tình, đồng thời ném vào lô đỉnh. Chân khí vừa tiếp xúc dược dịch, lập tức thiêu đốt lên,
nhiệt độ vừa mới đi đến điểm giới hạn lần nữa tăng lên một chút. Xoạt! Thần vương thảo chắc chắn không gì sánh được, lập tức hòa tan ra, cùng dược dịch trước đó hoàn mỹ dung hợp. Ba cái hô hấp, hai cái hô hấp, nhanh lên một chút. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Thần vương thảo coi như hòa tan, có thể cùng trước đó dược dịch hoàn mỹ dung hợp, cũng cần thời gian, nhưng... cách đó không xa Phù Giang Thần, rõ ràng không kiên trì nổi. Một cái hô hấp, thật xin lỗi, ta thực không xong rồi. Sắc mặt Phù Giang Thần trắng nhợt, thân thể giống như mì sợi, té ngã trên đất. Chân khí trong cơ thể đã tiêu hao một giọt không dư thừa. Mất đi lực lượng của thần vương đỉnh phong gia trì, hỏa diễm lập tức dập tắt, nhiệt độ trong lô đỉnh cũng bắt đầu co rút lại. Ầm ầm, thần vương thảo và dược dịch dung hợp cũng đến một bước cuối cùng, trong nháy mắt lực lượng biến mất đó triệt để hoàn thành, tiếng nổ đất rung núi chuyển vang lên, bốn viên đan dược thẳng tắp từ trong lô đỉnh nhảy ra ngoài, bắn lên bầu trời. Thần vương phá trướng đan, thành. Ta đã không có lực lượng khống chế đan lô, đuổi bắt đan dược. Nhìn dược vật lao ra lô đỉnh, Phù Giang Thần đã vui vẻ, lại khó chịu. Cao hứng là, thời khắc cuối cùng hắn cũng không như xe bị tuột xích, vẫn luyện thành dược vật. Khó chịu là, đan dược đến loại cấp bậc này, đã nắm giữ linh trí thuộc về mình, không nhanh nắm lấy, loại bỏ linh trí, vô cùng có khả năng lần này luyện chế không thu hoạch được một hạt nào, làm công vô dụng. Tu vi của Trương Huyền chỉ có thiên thần thượng phẩm, những đan dược trước mắt này, mặc dù không đến thần vương, nhưng cũng không kém nhiều. Bốn cái liên hợp, bản thân không có đột phá, muốn nắm lấy cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi giờ phút này lực lượng trong cơ thể một giọt không dư thừa. Nói cách khác, tuy thành công luyện chế đan dược, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn dược vật bay đi, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Ô ô ô, giống như tưởng tượng, sau khi những đan dược này phá tan lô đỉnh, lập tức phá tan phong ấn, bay lên bầu trời. Làm sao ít như vậy? Trương Huyền nhíu mày. Dựa theo hắn tính toán, bốn thần vương thảo phối hợp thủ pháp luyện đan tinh chuẩn như vậy, ít nhất có thể luyện chế ra 10 viên, không nghĩ tới chỉ xuất hiện 4 viên. Bất quá lúc này không phải thời điểm tính toán, lông mày dương lên, người đã xuất hiện ở trên không trung, trường kiếm xuất hiện, chỉ vào không trung. Phần phật, vô số kiếm khí tùy ý bắn ra, ở trên không trung tạo thành một cái lưới đánh cá to lớn. Tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết. Biết những đan dược này lợi hại, Trương Huyền vừa ra tay là kiếm pháp cường hãn nhất. Lúc ở thượng thương lĩnh ngộ kiếm pháp vượt qua thiên đạo, đến thần giới lại có thay đổi, phối hợp trường kiếm thần vương, rậm rạp chằng chịt, bao phủ toàn bộ bốn phía. Tuy khe hở của lưới đánh cá rất lớn, nhưng lực lượng đụng đến sẽ tự động co rút lại. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Chi 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 chi. Đan dược bị kiếm khí bao phủ, không cách nào tránh thoát, trong nháy mắt bị xóa sạch linh tính, thu vào hộp ngọc. Tốt. Nắm lấy đan dược chạy trốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói cái gì, đột nhiên thấy hoa mắt, trong lò lại có một viên đan dược bắn ra, thời gian nháy mắt xông vào mây xanh, hóa thành một điểm đen, muốn biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, lại còn có một viên đan vương. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Dưới tình huống bình thường, luyện chế đan dược cùng một lò, dược hiệu tạo thành đan dược không kém nhiều, nhưng cũng có ngoại lệ. Giống như lần này, thời gian hỏa diễm đến nhiệt độ cần quá ngắn, thần vương thảo lại quá nhiều, cộng thêm lực lượng của Phù Giang Thần tiêu hao hầu như không còn, dược vật tinh hoa nhất chưa kịp bình quân phân phối, vậy mà tạo thành một viên đan vương dược hiệu mạnh nhất. Dược tính của viên đan dược này là gấp bội những đan dược khác, bàn về lực lượng mà nói, đã có thể so với thần vương. Hết chương 3848. Chương 3849. Bách Diệp Thanh Hồng. Khó trách hắn vẫn cảm thấy ít nhất có thể luyện chế ra hơn 10 viên, cuối cùng lại chỉ xuất hiện 4 viên, nguyên lai dược lực còn lại đều tập trung vào viên đan vương kia. Không chỉ như vậy, đan vương này linh tính mạnh hơn, nắm giữ trí tuệ. Có thể so với nhân loại. Vừa mới thời điểm những đan dược khác lao ra, tên này trốn ở trong lô đỉnh, làm cho không người nào có thể phát hiện, thừa dịp Trương Huyền bắt những dược vật khác tâm cảnh buông lỏng, thì chạy ra ngoài. Thời cơ, kiên nhẫn đều nắm rất tốt. Mà một khi thành công, tương đương với lần luyện đan này, tuy hoàn thành, lại mất đi vật chân quý nhất.
Trốn được sao? Không nghĩ tới bị một viên đan dược trêu đùa, bàn chân Trương Huyền lơ lửng một bước, chân khí trong cơ thể bắn ra. Ầm. Không khí khuấy động ra gợn sóng, cả người thẳng tắp vào tới. Hồng Trần Đạp Thiên Bộ bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tốc độ đan dược cực nhanh, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh. Thiên thần thượng phẩm đỉnh phong có thể bay được. Phù Giang thần trợn mắt lên. Thần vương mới có thể phi hành, đây là định luật không thể sửa đổi của thần giới. Vị trước mắt này, sức chiến đấu có thể so với thần vương không nói, lại còn bay lên, tốc độ không hề thua mình. Làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, Phù Giang thần nghi ngờ có nhìn lầm hay không? Đan vương chạy trốn cũng không nghĩ tới, vị này chỉ là thiên thần thượng phẩm, không chỉ biết bay, còn bay nhanh như vậy, thấy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, lại không chạy trốn, chợt xoay người, nhẹ. Nhàng khẽ động, huyễn hóa ra một thanh niên sắc mặt dữ tợn, một chưởng đập tới. Biến động bất ngờ, lực lượng tung hoành. Viên đan dược này chưởng khống lực lượng, vậy mà đạt đến thần vương cảnh, không hề yếu hơn Phù Giang thần. Hừ, vẻ mặt Trương Huyền khó coi, ngừng lại, tránh thoát công kích, cùng thời khắc đó, trường kiếm trong tay nghênh đón tiếp lấy. Tuy chân khí thiên đạo trong cơ thể bị khí thể màu xám tiêu hao sạch sẽ, nhưng thông qua vừa rồi phi hành, hắn phát hiện sức chiến đấu chẳng những không hạ thấp, ngược lại càng thêm cường đại. Chỉ là số lượng chân khí quá ít, không thể giống như trước đây, tùy ý chiến đấu mà không cần lo lắng hao hết. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không riêng gì vấn đề chân khí trong cơ thể, càng quan trọng hơn là viên đan vương này chạy trốn, gây ra động tĩnh thực sự quá lớn, ngắn ngủi mấy hơi, đã có mấy chục đạo thần thức dò xét qua, không nhanh chút giải quyết, rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tấn, Trá Cự Thành Hôi Lệ Thủy Kiền. Thiên thần cảnh lĩnh ngộ kiếm chiêu kiếm ý ầm ầm xuất hiện, kiếm khí bắn ra, giống như bó đuốc đang thiêu đốt, lại giống như Xuân Tầm, trước khi chết phun ra một tia tơ tầm cuối cùng, mang theo ảo diệu vô tận, trong tích tắc đi vào trước mặt đan vương, trói nó chặt chẽ vững vàng. Ngươi! Đan vương sửng sốt, tràn đầy khó tin. Thần vương cùng thiên thần, chênh lệch tựa như hai loại sinh mệnh, không thể bên trong mà tính, vốn cho rằng chỉ cần mình quay đầu, dùng hết toàn lực, nhất định có thể nhẹ nhõm nó chém giết, nằm mơ cũng không ngờ tới, một chiêu đều không có thi triển xong, liền bị phong bế. Thiên thần thượng phẩm cũng mạnh mẽ như vậy sao? Thu! Biết chân khí của mình không kiên trì được bao lâu, vừa rồi toàn lực phi hành, thi triển ra hai chiêu kiếm pháp, tiêu hao không ít, chẳng muốn phí lời, kiếm pháp hình thành dây thừng bỗng nhiên nắm chặt. A hát! Đan vương kêu thảm một tiếng, thân thể thu nhỏ, lần nữa biến thành một viên đan dược, linh tính biến mất. Bắt được nó, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, trường kiếm run lên, kiếm khí bao phủ đan dược thẳng tắp bay tới, vừa định đưa tay bắt, thân thể đột nhiên cảm thấy cứng đờ, đan vương bay tới dừng ở. Trên không, ngay cả chân khí trong cơ thể hắn cũng có chút không nghe sai khiến, không động đậy được nữa. Chuyện gì xảy ra? Đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đạp trên không khí từ đằng xa từng bước một đi tới. Tay ngọc thon thon, nhẹ nhàng bóp một cái, đan vương bị kiếm khí bao phủ liền bị nàng nắm ở đầu ngón tay. Vị bằng hữu này, viên đan dược kia là ta tiêu phí vô số luyện chế ra, vừa mới chạy đi, cảm ơn giúp ta bắt được, vô cùng cảm kích. Nữ tử khẽ mỉm cười. Thanh Thảo Hiên. Tinh thần khẽ động, chân khí trong cơ thể theo huyệt đạo nổ tung, lực lượng cầm cố lại mình triệt để tiêu tán, Trương Huyền híp mắt lại. Đan vương, còn dính dáng có thể làm cho người đột phá thần vương, sức hấp dẫn thực sự quá lớn, vừa rồi vẫn lo lắng, sẽ có người chạy tới chen tay. Không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Cướp đồ vật của người khác, lại còn nói hùng hồn như vậy. Không hổ. Là thần giới, không có quy tắc, tất cả đều lấy nắm đấm nói chuyện. Không tệ. Lông mày nữ tử nâng lên, cổ tay rung rung, một viên ngọc phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là tín phù của ta, người giúp ta lấy được đan dược, không thể để. Cho người giúp không, dựa vào thứ này, có thể đi Thanh Thảo Hiên. Tùy ý lựa chọn sử dụng một bộ công pháp tu luyện, xem như thù lao. Ngọc phù nhẹ nhàng vụt qua, chậm chạp bay tới. Cường đoạt sao? Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, ngọc phù lập tức vỡ. Thành hai mảnh, Trương Huyền nhìn qua, híp mắt lại.
muốn cướp đồ vật của ta, ngươi có biết kết quả không? Đối phương cầm cố lại mình, đoạt đan dược ngược lại cũng thôi, vậy mà nói thẳng là của mình, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Cướp đồ vật của ngươi, viên đan dược này, chính là ta tiêu phí vô số. Luyện chế thành, lấy một thiên thần thượng phẩm đỉnh phong nho nhỏ, có thể luyện chế ra. Có năng lực luyện chế ra sao? Nữ tử cười lạnh, vùng ống tay áo. Chuyện cười. Ta tự nhiên không cách nào luyện chế ra, viên đan dược này, chính là phù giang thần đại sư luyện chế thành, ta cung cấp dược vật và thủ. Pháp luyện chế, vừa mới luyện thành bị nó chạy trốn, lúc này mới đuổi tới. Ngươi nói là ngươi luyện chế, có biết viên đan dược này có loại dược liệu gì luyện chế thành, lại phải trải qua những trình tự nào không? Trương Huyền nói. Phù giang thần. Nữ tử cười nhạo. Xem ra ngươi cũng biết là hắn luyện, dược vật này, là ta ủy thác hắn luyện chế, hơn nữa cấp cho dược liệu, làm sao chỉ chớp mắt biến thành của ngươi. Lời không thể nói lung tung. Như vậy đi, ta cũng không bắt nạt ngươi, hiện tại để hắn tới chứng minh một chút, viên đan dược này đến cùng là của ai. Nữ tử nói xong, cúi đầu nhìn về phía một phương hướng. Phù giang thần, còn không mau tới. Âm thanh như một đạo chỉ khí, cấp tốc truyền xuống. Trương Huyền không lên tiếng, híp mắt lại. Mặc dù bốn phía không có những người khác, nhưng chừng mấy chục đạo thần thức, nữ nhân này vừa mở miệng liền nói là của mình, mục đích chỉ có một, chiếm cứ đại nghĩa, chiếm đan vương làm của riêng. Nếu không truyền đi, danh khí không dễ nghe. Chỉ từ điểm ấy, cũng có thể thấy được, vị trước mắt này nhất định ở. Linh Lung Hoàng Thành có địa vị không thấp. Cướp đan dược của ta, còn hùng hồn như vậy, mặt cũng không đỏ. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Trương Huyền hừ một tiếng, hỏi. Biết Thanh Thảo Hiên không biết ta? Nữ tử cũng không tức giận, sửng sốt một chút, nhàn nhạt nhìn qua, cười một tiếng. Bản tọa Bách Diệp Thanh Hồng. Bách Diệp Thanh Hồng. Trương Huyền sầm mặt lại. Thần Vương Phong Hào. Hết chương 3849. Chương 3850. Thiên Đạo Chi Thư tái hiện. Đi vào Linh Lung Hoàng Thành, liền hỏi thăm hộ vệ phụ trách truyền tống trận rõ ràng, biết trong thành này trừ Linh Lung Tiên Tử ra, hai vị. Thần Vương Phong Hào mạnh nhất, theo thứ tự là Thượng Quan Vân Huyền và Bách Diệp Thanh Hồng. Hai người thực lực tương đương, đều chiếm một phương, trưởng khống một phương thiên địa. Bởi vì mỹ lệ, môn hạ hội tụ không biết bao nhiêu cường giả. Vốn cho rằng gia hỏa không biết xấu hổ, ngang nhiên cướp đoạt như. Vậy, chỉ là cường giả thần vương đỉnh cao, không nghĩ tới lại là vị này. Một viên đan dược, đại biểu một vị cường giả thần vương. Đan vương này càng lớn, chỉ cần vận dụng tốt, chí ít có thể để cho môn hạ. Nhiều ra bốn vị thần vương trở lên. Khó trách nói ra lời như vậy. Cho dù là thần vương phong hào, ở trước ích lợi thật lớn cũng không thể ngoại lệ. Thấy hắn biết thân phận mình, hai tay Bách Diệp Thanh Hồng chắp sau lưng, tựa như nữ vương, cũng không nói chuyện, cúi đầu nhìn xuống dưới, ngay sau đó nhìn thấy phủ giang thần tràn đầy hư nhược lắc lư. Bay lên, đi vào trước mặt. Tuy lực lượng của hắn tiêu hao hầu như không còn, nhưng trên người có rất nhiều đan dược, vừa rồi nuốt vào một viên, đã miễn cưỡng có thể phi hành. Phù giang thần, gặp qua Bách Diệp thần vương phong hào. Ôm quyền khom người, không dám có chút sơ hở. Bách Diệp Thanh Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu tới, vậy thì giải thích một chút, viên đan dược này, có phải ta bảo ngươi hỗ trợ luyện chế không? Dược liệu cùng đan phương, là ta tặng cho ngươi. Cái này, vẻ mặt phù giang thần cứng đờ, quay đầu liếc nhìn Trương Huyền, dừng lại một chút, cắn răng. Đúng. Phù đan sư, ngươi. Không nghĩ tới vị này vậy mà giúp đối phương nói chuyện, Trương Huyền sầm mặt lại. Trước đó còn gọi phù huynh, lúc này đổi cách xưng hô thành đan sư. Trương đan sư, viên đan dược này quả thực là Bách Diệp thần vương phong hào để cho ta luyện chế, ngươi đừng hồ nháo. Phù giang thần nói. Hồ nháo. Trương Huyền cười lắc đầu. Xem ra là Linh Lung Thiên bắt nạt ngoại nhân như ta. Bản thân mang theo thần vương thảo tới. Tiêu phí vô số, mới luyện chế. Thành đan dược, vậy mà nói là của đối phương. Thật đúng là đổi trắng thay đen. Làm càn, Bách Diệp thần vương phong hào niệm tình ngươi bắt được đan dược có công, mới không tính toán ngươi vô lễ, không biết cảm ơn, có
còn nói năng ngông cuồng, muốn chết hay sao? Phù Giang Thần hét lớn. Trương Huyền đang cảm giác tức giận dâng lên, liền nghe đối phương truyền âm. Trương Huynh, Bách Diệp Thần Vương từ trước tới nay đã quen bá đạo, không thừa nhận mà nói, ta sợ nàng đợi ngươi rời khỏi Hoàng Thành vẫn sẽ ra tay, còn không bằng đáp ứng. Thực sự không được, ta báo cáo Thượng Quan Vân Huyền Thần Vương Phong Hào, để nàng làm chủ. Bất quá các nàng thực lực tương đương, vị này khăng khăng muốn cầm, ai cũng không có cách nào. Ngươi ý tứ là, ta chỉ có thể nhận thua, mặc cho nàng cướp đi đan dược của ta. Trương Huyền cười lạnh. Cũng chỉ có thể như vậy, thấy tốt thì lấy, ngươi chỉ tổn thất đan vương, còn có 4 viên đan dược phổ thông có thể dùng, thật muốn rằng con nữa, ta sợ nàng sẽ trở mặt động thủ, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được, thậm chí tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Trong giọng nói của Phù Giang Thần có chút lo lắng. Dân không đấu với quan, huống chi đối phương là trưởng khống giả. Của Linh Lung Hoàng Thành, bản thân là thần vương phong hào, dưới đế quân, có thể xưng vô địch. Nếu như ta nói, không thì sao? Không tiếp tục để ý Phù Giang Thần, Trương Huyền ngẩng đầu lên. Phù Giang Thần là người Linh Lung Thiên, đối mặt thần vương phong hào, tự nhiên không dám phản bác, nhưng hắn không phải. Nữ nhân trước mắt này rất đẹp, không kém đám người Ngọc Phi Nhi, Hồ Yêu Yêu chút nào, nhưng không nghĩ tới dưới dung nhan xinh đẹp, vậy mà vô sỉ như thế. Vốn nghĩ vô luận đi đến nơi nào, cũng khiêm tốn làm việc, ai biết lại không cho hắn khiêm tốn. Đã như vậy, vậy thì đánh đi, làm cho tất cả mọi người đều biết. Trương Huyền ta, mặc dù mới tới thần giới hơn một tháng, nhưng cũng không phải người nào muốn bắt nạt, liền có thể tùy ý bắt nạt. Bách Diệp Thần Vương Phong Hào đúng không? Làm ra quyết định, Trương Huyền không còn nôn nóng như trước đó, một tay chắp sau lưng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Ta cho ngươi một cơ hội, nói ra lai lịch chân chính của viên đan dược này, đến cùng thuộc về người nào? Biết thân phận của Bách Diệp Thần Vương Phong Hào, lại còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Tên này điên rồi sao? Chỉ sợ điên thật rồi. Ý niệm ở bốn phía quan sát không ngừng giao lưu. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, còn giúp ta bắt được đan dược, một mực khách khí, như thế nào, cho là ta để ý thân phận, sẽ không ra tay với ngươi. Hay cảm thấy, ta không giết được ngươi. Bách Diệp Thanh Hồng híp mắt lại. Kèm theo nàng nổi giận, một cỗ lực lượng vô địch khuấy động ra, bao phủ khắp nơi, toàn bộ hoàng thành giống như âm u xuống, không khí sền sệt. Toàn bộ Linh Lung Hoàng Thành, tất cả đều cảm nhận được áp lực nồng đậm. Trương Huyền đứng mũi chịu sào, càng cảm thấy hô hấp khó mà duy trì, chân khí trong cơ thể tựa như bị đông cứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Nếu không phải thần vương kiếm trong tay nâng, chỉ sợ thật sự không kiên trì nổi. Loại lực lượng này đừng nói hắn, cho dù là cường giả thần vương chân chính, chỉ sợ cũng chống lại không được. Thần vương phong hào kinh khủng như vậy. Chân khí thiên nhược hữu tình vận chuyển, áp lực tiêu hết, Trương Huyền thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra tiếc hận. Cơ hội ta cho ngươi, nếu không biết trân quý, vậy thì không có biện pháp. Không biết tốt xấu. Thấy vị này sắp chết đến nơi lại còn nói ra lời này, Bách Diệp Thanh Hồng nhíu mày. Lúc này còn trang cái gì? Một thiên thần thượng phẩm mà thôi, giống như sâu kiến, lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Tay ngọc khẽ đảo, đang muốn cho hắn dạy dỗ, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Lập tức cảm thấy cả người bị một cỗ lực lượng to lớn phong tỏa, thật giống như bị đế quân để mắt tới. Vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một bản thư tịch màu vàng yên tĩnh lơ lửng ở trên đầu, từng đạo ánh sáng bao phủ, phong bế xung quanh. Đây là cái gì? Đồng tử co rụt lại. Quyển sách trên đầu này, cho nàng một loại cảm giác hoảng sợ, thật giống như bị khóa định, không chỉ không thể chạy trốn, càng không cách nào phản kích và đánh trả. Giống như bị thiên đạo bao phủ, không thể phản bác. Một quyển sách mà thôi. Trương Huyền lắc đầu. Vốn không muốn dùng thứ này, nhưng đối phương thực quá vô sỉ. Cho cơ hội nhiều lần, cũng không có nắm chắc, chết không có gì đáng tiếc. Tuy vô cùng có khả năng bởi vậy đắc tội Linh Lung tiên tử, nhưng lúc này không quản được nhiều như vậy. Cường đoạt của người khác, chết cũng không hối cải, chẳng cần biết ngươi là ai, có tội. Vậy nhận trừng phạt đi. Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục phí lời, bàn tay lớn vẫy một cái. Ầm ầm,
Thiên đạo chi thư phát ra âm thanh tựa như núi lở, từ không trung trục xuống. Không. Bách Diệp Thanh Hồng vốn cho rằng, đối phó một thiên thần thượng phẩm dễ như trở bàn tay, đối phương không dám nói nhiều, nằm mơ. Cũng không nghĩ đến, trực tiếp lấy ra pháp bảo lợi hại như vậy, sắc mặt trắng nhợt. Muốn ngăn cản, nhưng cảm thấy đau đớn kịch liệt, thư tịch nghiền ép, cả. Cánh tay vỡ vụn, ngay cả một cái hô hấp cũng không chịu đựng nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.